Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ có một cái video có tên là Vượt quá kỹ phần di chúc. Thật ra thì cái vượt quá kỹ phần di chúc thì tôi cũng đã nói đi nói lại rất là nhiều lần và cũng có video. Tuy nhiên thì hôm nay tôi cũng muốn lặp đi lặp lại thêm một lần nữa, vượt quá kỹ phần các bạn ha. Thì có một bạn gọi điện nhắn cái tin để lại ở dưới comment của video với nội dung như thế này: thưa luật sư, em muốn hỏi trường hợp của em như sau. Chồng em mất có để lại di chúc cho em, nhưng nhà của chồng em là nhà từ đường nên sổ hồng có ghi là đại diện đứng đơn khai trình sổ hồng. Hiện nay không có người nào đứng tên trong sổ. Vậy vợ chồng em, vậy em là dâu thì em có quyền làm thủ tục sang tên cho em và các con không? Em đã bỏ tiền sửa chữa nhà, vậy em có quyền gì không luật sư? Em phải làm thế nào? Xin tư vấn giúp em với. Thưa chị, thì trong trường hợp này lý do tại sao tôi ghi là vượt quá kỹ phần thừa kế vì nó có cái nội dung. Chị ạ, chị cũng đã xác định là cái căn nhà này của bên chồng và anh là người đứng tên đại diện khai trình. Đại diện khai trình là như thế nào? Đại diện khai trình tức là một trong những người đồng thừa kế đứng tên, và nếu trong trường hợp định đoạt cái căn nhà này bằng cách mua bán, tự chuyển nhượng, tặng cho, cầm cố thế chấp thì bắt buộc phải có tất cả những người đồng thừa kế. Tôi đưa ra cho chị một cái ví dụ như thế này. Nhà này có 3 người con. Tuy nhiên rằng là khi mà bố và mẹ mất á, thì 3 người con này thống nhất để lại cho một người đứng tên, gọi là đứng đại diện khai trình. Có nghĩa rằng trong cái tên anh A này đại diện khai trình thì có thể anh chỉ được 1/3 suất thừa kế, 1/5, 1/10, 1/15 gì suất thừa kế mà thôi chị ạ. Vậy nha chị, việc di chúc anh để lại cái nhà cho chị, thì nếu trong trường hợp các cái đồng thừa kế khác, tôi đang nói cái đồng thừa kế trong đại diện khai trình đó, họ có tranh chấp, họ thỏa thuận, thì anh chỉ được hưởng cái phần 1/3 cái di chúc, và cái di chúc đó thì được nguyên mình chỉ được toàn quyền định đoạt. Tí nữa tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn thêm một cái ví dụ, quý vị và các bạn sẽ rõ. Vậy thì ví dụ nhà anh có tổng cộng là 3 người thừa kế và anh là người đại diện khai trình, thì nếu trong trường hợp anh lập một cái di chúc thì anh đã vượt quá cái kỹ phần thừa kế. Di chúc của anh để được định đoạt 1/3 cái nhà thôi, cái di sản thôi chị ha. Riêng về chị kể vấn đề thứ hai, đó là về chị xây trên cái nhà này, thì thứ nhất là cũng hoan hô chị đã có công tôn tạo, gìn giữ cái di sản. Thì tôi nghĩ rằng là khi chị kiểm tra toàn bộ cái tính pháp lý của nhà này có 3 đồng thừa kế và chồng chị là một trong những đồng thừa kế, thì chị liên hệ với 2 người còn lại và yêu cầu họ thỏa thuận một suất thừa kế. Chỉ có thể họ thuận họ bằng một con số tiền, nếu họ đồng ý thì họ chỉ là lấy đất thôi, còn cái công trình xây dựng nếu chị chứng minh là của chị thì vẫn là tài sản của chị trong khối tài sản chung vợ chồng. Việc này thì nếu trong trường hợp chị có hóa đơn, chị có chứng từ, chị có nguồn gốc, chị có nhân chứng thì không ai tranh chấp chị. Thưa quý vị và các bạn, tôi xin đưa ra một cái ví dụ thứ hai, đó là ví dụ như thế này. Ba mẹ tôi là người Bắc cho nên ba tôi là rất là phong kiến. Ông bảo rằng là tài sản này là của ông,
Thì khi mà trước khi ông chết thì ông để lại một cái di chúc. Trong đó di chúc ông để lại cho một người con. Trong khi đó nhà tôi thì có ba người con cơ. Vậy thì các bạn thấy rồi, cái di chúc đó, nó cái phần thì tài sản mà ba mẹ tôi tạo lập trong thời kỳ hôn nhân thì trên nguyên tắc là 1/2 là của mẹ, 1/2 là của ba. Vậy khi ba lập một cái di chúc cho một người con thì đã vượt quá cái kỷ phần. Vậy di chúc này được xem là di chúc có hiệu lực 1/1/2. 1/2 tài sản của ông sẽ được định đoạt theo cái di chúc cho người thụ hưởng. Chưa kể đến cái việc vợ chồng và con tôi chưa thành niên thì được 2/3 sức thừa kế nữa. Thôi thì chúng ta sẽ đi vào trường hợp thứ hai. Cảm ơn chị độc giả đã đưa cho tôi một cái câu hỏi khá hay để tôi có thể làm cái chương trình tặng cho quý bạn đọc. Tôi cũng xin nói rõ rằng là tôi vẫn có chương trình tư vấn miễn phí vào lúc 8 giờ đến 9 giờ. Nhưng nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi quá phức tạp thì chúng ta sẽ chọn cái khung giờ khác và sẽ tính phí. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành với chương trình Dân ta phải biết luật ta. Song song với chương trình Luật sư Thu Đoàn thì vẫn có chương trình Dân ta phải biết luật ta bố song song. Và Luật sư Thu Đoàn thì chắc hơn và nhiều hơn. Tuy nhiên Dân ta phải biết luật ta sẽ trả lời cho quý bạn đọc trong một cái câu hỏi, trong đó có câu hỏi của chị vượt quá kỹ phần thừa kế ngày hôm nay. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ song hành tiếp tục trên cái con đường đi tìm hiểu pháp luật Việt Nam. Mình người Việt mà mình không hiểu pháp luật Việt Nam thì cũng dở quá quý vị và các bạn ha. Cảm ơn quý vị và các bạn. Một số anh chị điện lên hỏi tôi cũng không biết tôi tên gì. Dạ xin thưa giới thiệu lại, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Văn phòng của tôi là văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn nhé, tôi là luật sư Thu. Cảm ơn quý vị và các bạn. Và chúc quý vị và các bạn một cái ngày nhiều năng lượng. Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ có một cái video có tên là vượt quá kỹ phần di chúc. Thật ra thì cái vượt quá kỹ phần di chúc thì tôi cũng đã nói đi nói lại rất là nhiều lần và cũng có video. Tuy nhiên thì hôm nay tôi cũng muốn lặp đi lặp lại thêm một lần nữa vượt quá kỹ phần các bạn ha. Thì có một bạn gọi điện nhắn cái tin để lại ở dưới comment của video với nội dung như thế này: thưa luật sư, em muốn hỏi trường hợp của em như sau. Chồng em mất có để lại di chúc cho em, nhưng nhà của chồng em là nhà từ đường nên sổ hồng
có ghi là đại diện đứng đơn khai trình sổ hồng. Hiện nay không có người nào đứng tên trong sổ. Vậy vợ chồng em, vậy em là dâu thì em có quyền làm thủ tục sang tên cho em và các con không? Em đã bỏ tiền sửa chữa nhà, vậy em có quyền gì không luật sư? Em phải làm thế nào? Xin tư vấn giúp em với. Thưa chị, thì trong trường hợp này lý do tại sao tôi ghi là vượt quá kỹ phần thừa kế vì nó có cái nội dung. Chị cũng đã xác định là cái căn nhà này của bên chồng và anh là người đứng tên đại diện khai trình. Đại diện khai trình là như thế nào? Đại diện khai trình tức là một trong những người đồng thừa kế đứng tên, và nếu trong trường hợp định đoạt cái căn nhà này bằng cách mua bán, tự chuyển nhượng, tặng cho, cầm cố thế chấp thì bắt buộc phải có tất cả những người đồng thừa kế. Tôi đưa ra cho chị một cái ví dụ như thế này. Nhà này có 3 người con. Tuy nhiên rằng là khi mà bố và mẹ mất á, thì 3 người con này thống nhất để lại cho một người đứng tên, gọi là đứng đại diện khai trình. Có nghĩa rằng trong cái tên anh A này đại diện khai trình thì có thể anh chỉ được 1/3 suất thừa kế, 1/5, 1/10, 1/15 gì suất thừa kế mà thôi chị ạ. Vậy nha chị, việc di chúc anh để lại cái nhà cho chị, thì nếu trong trường hợp các cái đồng thừa kế khác, tôi đang nói cái đồng thừa kế trong đại diện khai trình đó, họ có tranh chấp, họ thỏa thuận, thì anh chỉ được hưởng cái phần 1/3 cái di chúc, và cái di chúc đó thì được nguyên mình chị được toàn quyền định đoạt. Tí nữa tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn thêm một cái ví dụ, quý vị và các bạn sẽ rõ. Vậy thì ví dụ nhà anh có tổng cộng là 3 người thừa kế và anh là người đại diện khai trình, thì nếu trong trường hợp anh lập một cái di chúc thì anh đã vượt quá cái kỹ phần thừa kế, di chúc của anh để được định đoạt 1/3 cái nhà thôi, cái di sản thôi chị ha. Riêng về chị kể vấn đề thứ hai, đó là về chị xây trên cái nhà này, thì thứ nhất là cũng hoan hô chị đã có công tôn tạo gìn giữ cái di sản. Thì tôi nghĩ rằng là khi chị kiểm tra toàn bộ cái tính pháp lý của nhà này có 3 đồng thừa kế và chồng chị là một trong những đồng thừa kế, thì chị liên hệ với 2 người còn lại và yêu cầu họ thỏa thuận một suất thừa kế, chỉ có thể họ thuận họ bằng một con số tiền. Nếu họ đồng ý thì họ chỉ là lấy đất thôi, còn cái công trình xây dựng nếu chị chứng minh là của chị thì vẫn là tài sản của chị trong khối tài sản chung vợ chồng. Việc này thì nếu trong trường hợp chị có hóa đơn, chị có chứng từ, chị có nguồn gốc, chị có nhân chứng thì không ai tranh chấp chị. Thưa quý vị và các bạn, tôi xin đưa ra một cái ví dụ thứ hai, đó là ví dụ như thế này. Ba mẹ tôi là người Bắc cho nên ba tôi là rất là phong kiến. Ông bảo rằng là tài sản này là của ông. Thì khi mà trước khi ông chết thì ông để lại một cái di chúc, trong đó di chúc ông để lại cho một người con, trong khi đó nhà tôi thì có 3 người con cơ. Vậy thì các bạn thấy rồi, cái di chúc đó, nó cái phần thì tài sản mà ba mẹ tôi tạo lập trong thời kỳ hôn nhân thì trên nguyên tắc là 1/2 là của mẹ, 1/2 là của ba. Vậy khi ba lập một cái di chúc cho một người con thì đã vượt quá cái kỹ phần. Vậy di chúc này được xem là di chúc có hiệu lực 1/. 1/2 tài sản của ông sẽ được định đoạt theo cái di chúc cho người thụ hưởng. Chưa kể đến cái việc vợ chồng
và con tôi chưa thành niên thì được 2/3 suất thừa kế nữa. Thôi thì chúng ta sẽ đi vào trường hợp thứ hai. Cảm ơn chị độc giả đã đưa cho tôi một cái câu hỏi khá hay để tôi có thể làm cái chương trình tặng cho quý bạn đọc. Tôi cũng xin nói rõ rằng là tôi vẫn có chương trình tư vấn miễn phí vào lúc 8 giờ đến 9 giờ. Nhưng nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi quá phức tạp thì chúng ta sẽ chọn cái khung giờ khác và sẽ tính phí. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành với chương trình Dân ta phải biết luật ta. Song song với chương trình Luật sư Thu Đoàn thì vẫn có chương trình Dân ta phải biết luật ta bố song song. Và Luật sư Thu Đoàn thì chắc hơn và nhiều hơn. Tuy nhiên Dân ta phải biết luật ta sẽ trả lời cho quý bạn đọc trong một cái câu hỏi, trong đó có câu hỏi của chị vượt quá kỹ phần thừa kế ngày hôm nay. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ song hành tiếp tục trên cái con đường đi tìm hiểu pháp luật Việt Nam. Mình người Việt mà mình không hiểu pháp luật Việt Nam thì cũng dở quá quý vị và các bạn ha. Cảm ơn quý vị và các bạn. Một số anh chị điện lên hỏi tôi cũng không biết tôi tên gì. Dạ xin thưa giới thiệu lại, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Văn phòng của tôi là văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn nhé, tôi là luật sư Thu. Cảm ơn quý vị và các bạn. Và chúc quý vị và các bạn một cái ngày nhiều năng lượng.